Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối Chủ nhật ngày 1 tháng 9 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lâm Đồng tập trung nâng cao chất lượng cà phê. Sôi động các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9. Tuổi trẻ Lâm Đồng với niềm tự hào ngày Quốc khánh. Đồng bào các dân tộc vui Tết độc lập. Rèn đức luyện tài để tập thể trong sạch vững mạnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhằm xây dựng vùng cà phê của địa phương ngày càng phát triển bền vững, cùng với việc triển khai các đề án nâng cao năng suất chất lượng và sản lượng cà phê, đẩy mạnh xây dựng các mô hình chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm cà phê, Lâm Đồng hiện chú trọng đưa các dòng cà phê cao sản vô tính để cải tạo chất lượng giống. Thống kê hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã phát triển được trên 173.000 hecta cà phê với trên 150.000 hecta cho thu hoạch, sản lượng trên 470.000 tấn. Trong đó, cà phê Robusta hay còn gọi là cà phê vối chiếm trên 88% trong cơ cấu giống cà phê trên địa bàn tỉnh với trên 140.000 hecta. Ngoài ra có trên 16.000 hecta cà phê chè, số còn lại là cà phê mít. Mặc dù vậy, nhưng phần lớn cà phê trên địa bàn tỉnh được sản xuất theo quy mô nhỏ, lẻ. Trong đó, 31% số hộ trồng cà phê có diện tích dưới 0,5 hecta, trên 30% số hộ có diện tích từ 0,5 đến 1 hecta, 28% số hộ có diện tích từ 1 đến 2 hecta và có 10% có diện tích từ 2 đến 5 hecta. Việc diện tích sản xuất cà phê nhỏ không tập trung dẫn đến khó khăn trong canh tác, đầu tư mở rộng sản xuất của người nông dân. Hiện nay, cùng với việc triển khai các đề án nâng cao năng suất, chất lượng và sản lượng cà phê, đẩy mạnh xây dựng các mô hình chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm cà phê, các ngành chức năng địa phương còn chú trọng đưa các dòng cà phê cao sản vô tính như TR4, TR9, TR11 vào ứng dụng nhằm cải tạo chất lượng giống thông qua các biện pháp kỹ thuật ghép cải tạo thay thế. Bên cạnh đó, tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ về cây giống, đặc biệt là các giống cà phê có năng suất, chất lượng và sản lượng cao để trồng mới, tái canh, nhằm xây dựng vùng cà phê của địa phương ngày càng phát triển bền vững. Qua 10 năm triển khai, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng đã giải ngân cho trên 4.500 lượt hộ đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn, với số tiền trên 25 tỷ đồng để đầu tư mở rộng phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Thực hiện các chương trình tín dụng chính sách dành riêng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo quyết định 32 và 54 của Thủ tướng Chính phủ, thì bình quân hộ dân tộc cư trú tại những xã, vùng khó khăn có thu nhập bình quân hàng tháng dưới 50% mức thu nhập bình quân của hộ nghèo, có phương thức sản xuất nhưng thiếu vốn, có tên trong quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân cấp huyện sẽ được vay tối đa 8 triệu đồng một hộ với lãi suất 0,1%, thời hạn 60 tháng. Qua 10 năm triển khai, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng đã giải ngân cho trên 4.500 lượt hộ vay vốn với số tiền trên 25 tỷ đồng. Doanh số thu nợ trên 20 tỷ đồng, tổng dư nợ tính đến nay đạt trên 5 tỷ với gần 700 hộ còn dư nợ. Từ nguồn vốn này đã giúp cho các hộ nghèo thuộc đồng bào dân tộc thiểu số có thêm điều kiện để đầu tư, mở rộng phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Cùng với công tác khắc phục hậu quả sau đợt lũ vừa qua, hiện nay bà con nông dân huyện Cát Tiên đang tiếp tục tích nước làm đất để xuống giống cho một số diện tích sản xuất lúa của vụ mùa. Theo kế hoạch sản xuất trong vụ mùa năm nay, huyện Cát Tiên sẽ gieo trồng trên 5.000 hecta cây trồng, trong đó cây lúa chiếm vai trò chủ đạo với trên 4.000 hecta. Về cơ cấu vẫn là các giống lúa OM3536, OM6162, OM4900, OM5451 và các giống lúa thơm. Đến thời điểm này, một số diện tích lúa thuộc trà hai của vụ mùa đã được bà con nông dân xuống giống theo kế hoạch và hiện đang phát triển khá tốt. Ngoài ra, một số diện tích nằm trong vùng ảnh hưởng của đợt lũ vừa qua đang được tích trữ nguồn nước, chuẩn bị đất và giống để xuống giống trong tháng 9, nhằm đảm bảo kịp thời cơ cấu mùa vụ, sản xuất đồng trà, đồng vụ, cũng như góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch trong sản xuất vụ mùa này. Tinh thần 2 tháng 9 1945 mãi mãi là niềm tự hào, khơi dậy truyền thống anh dũng của thế hệ trẻ Lâm Đồng trên phần cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình.
Hôm nay là ngày nghỉ thứ hai dịp lễ 2 tháng 9. Tuy thời tiết không thuận lợi, nhưng các khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố Đà Lạt vẫn thu hút đông đảo du khách đến tham quan thưởng lãm. Cùng với nhiều danh lam thắng cảnh lịch sử khác trên địa bàn thành phố Đà Lạt, Dinh Ba, Dinh Bảo Đài đã chú trọng công tác đầu tư tôn tạo cảnh quan, sửa chữa, cải tạo và trang bị mới các thiết bị, vật dụng cho toàn bộ các khu vực từ phòng chụp ảnh hóa trang lưu niệm đến các phòng nghỉ, phòng làm việc. Qua đó nhằm đáp ứng tham quan chụp hình lưu niệm của du khách khi đến với Dinh Ba Đà Lạt. Vì vậy, nơi đây thu hút được khá đông lượng du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử tại Dinh Ba. Tuy nhiên, do thời tiết Đà Lạt đang chịu ảnh hưởng của bão số 4, nên lượng khách đã giảm sút 30% so với cùng kỳ. Lần thứ hai em đến đây, hồi trước em đến lần rồi. Thì nói chung là mình cũng muốn tìm hiểu về lịch sử một chút xíu nên là mình chọn cái điểm đến này thôi. Thì mình đến đây thì mình thấy cảm giác nó là có gì đó rất là giống như là gọi là như là trang nghiêm. Tại vườn hoa thành phố, tuy thời tiết có mưa phùn nhưng vẫn thu hút khá đông khách đến trải nghiệm. Với không gian hoa, đa sắc hoa, du khách thực sự phấn chấn thoải mái, lưu lại những khoảnh khắc tươi đẹp trong kỳ nghỉ ở Đà Lạt. Đây là lần đầu tiên em đến, và em thấy Đà Lạt rất là đẹp, hoa được nhiều, rất là nhiều hoa, đi con đường nào cũng thấy hoa hết. Khung cảnh thì đẹp vô cùng. Biết trước mưa nhưng mà quang cảnh nó đẹp. Chắc chắn đi xong đợt này em sẽ quay lại thêm đợt nữa. Trước tình hình nắng nóng ở các tỉnh thành phố trong cả nước như hiện nay, thì Đà Lạt là điểm đến lý tưởng cho du khách gần xa để vui chơi nghỉ dưỡng trong những ngày nghỉ lễ dài ngày. Theo đó, dự kiến lượng khách sẽ còn tiếp tục tăng đến hết đợt nghỉ lễ 2 tháng 9. Nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh, sáng 1 tháng 9, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Lâm Đồng, Tỉnh đoàn, Công ty Cổ phần Du lịch và Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức giải đua xe đạp nước Pedalo tỉnh Lâm Đồng và các hoạt động chào mừng khác. Diễn ra trong một ngày, giải thu hút trên 200 vận động viên đến từ 15 đơn vị đoàn công đoàn trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài ở 3 nội dung gồm giải đua xe đạp nước, nhảy bao bố và chạy cột dây nam và nữ. Ban tổ chức cho biết đây là hoạt động truyền thống hàng năm được ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng và các đơn vị tổ chức với mong muốn giúp cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, công đoàn và người lao động tại các đơn vị được gặp gỡ, giao lưu, thi đấu thể thao, rèn luyện sức khỏe, từ đó thúc đẩy các phong trào thể dục thể thao tại địa phương ngày càng sôi nổi. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù lượng khách đến thành phố Đà Lạt trong dịp Quốc khánh năm nay có phần giảm hơn so với mọi năm, tuy nhiên để bảo đảm an toàn giao thông, ngành chức năng thành phố vẫn chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện tốt công tác tuần tra, phân luồng, phân tuyến, tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và du khách, có một dịp nghỉ lễ an toàn và ý nghĩa, ghi nhận của phóng viên thời sự. Hôm nay là ngày thứ hai của dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Lượng người và phương tiện bắt đầu tập trung về các điểm khu du lịch để tham quan thưởng lãm. Theo ghi nhận của phóng viên trong sáng nay tại một số khu vực như Trung tâm Hòa Bình, ngã năm Đại học, đường 3 tháng 2 và một số tuyến đường dẫn vào các điểm khu du lịch, các phương tiện lưu thông cơ bản được thông suốt và không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Năm nay do ảnh hưởng của mưa bão khu vực miền Trung nên thành phố Đà Lạt xảy ra mưa, đặc biệt vào các thời điểm buổi chiều nên lượng khách đến Đà Lạt có phần giảm so với mọi năm. Mình nghe nói về Đà Lạt mát mẻ, đẹp, phong cảnh đẹp, mình chọn lên đây. Đường xe đi đẹp mà mình nhìn thấy mình ưng ý. Không đi qua thành phố, mình mới thành phố khác cái gì nè, cái ống tách hay nè, mình thấy ô nhiễm rồi, bên đây mình thấy thoáng mát. Giờ đó nghỉ mát nhưng mà cuối cùng nghe bảo cũng không muốn đi, nhưng mà lên đây thử thực tế nó, nhưng mà thấy mát mẻ cũng không có là hơi lạnh, cũng không có lạnh lắm. Chung là đường thì đi cũng ổn định, không có bị hư nhiều, nhưng mà có qua một hai số cái vòng xuyến đó, nó hơi bị ách tắc, không có đèn đỏ đèn xanh đâu thì cũng hơi khó đi. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí tham quan thưởng lãm của du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Công an thành phố Đà Lạt đã bố trí 100% quân số phối hợp cùng công an các phường xã trên địa bàn và các lực lượng chức năng tổ chức điều tiết giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát, hướng dẫn người dân khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, chủ động nhắc nhở xử lý một số trường hợp người và phương tiện không chấp hành đúng các quy định về luật giao thông. Được biết, trong 2 ngày vừa qua của dịp nghỉ lễ trên địa bàn thành phố Đà Lạt, không để xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào. Trong cái dịp lễ 2 tháng 9 năm nay, mặc dù đến thời điểm này
thì cái lượng khách đến Đà Lạt là ít so với cùng kỳ. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng không thể chủ quan. Thứ nhất cũng là tập trung 100 quân số này, tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn. Thứ hai nữa giờ cao điểm cũng phải phân công lực lượng cắm chốt để điều tiết hướng dẫn giao thông, và đồng thời thì cũng phân công lực lượng phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động của tỉnh làm nhiệm vụ tuần tra ban đêm, đề phòng cũng như xử lý nghiêm đối với các cái đối tượng có cái biểu hiện tụ tập thành nhóm, quậy phá và có thể là đề phòng hiện tượng là đua xe trái phép trên địa bàn trong cái dịp 2 tháng 9 năm nay. Là một trong những địa phương có tiềm năng thế mạnh về du lịch, với những giải pháp mà Công an thành phố Đà Lạt cùng với các ngành chức năng triển khai trong dịp Quốc khánh 2 tháng 9, không chỉ bảo đảm cho người dân và du khách có một kỳ nghỉ lễ an toàn, vui tươi và đầy ý nghĩa bên người thân gia đình và bạn bè, mà còn góp phần quảng bá về thành phố du lịch với sự hiền hòa, thân thiện và mến khách, là điểm đến hấp dẫn, lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước. Ngày 2 tháng 9 1945, tại quán trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Kể từ đó, đất nước ta chính thức bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do. 74 năm đã đi qua, nhưng trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam, ý nghĩa và tinh thần đó thì vẫn còn vang vọng mãi trong lòng các thế hệ con người Việt Nam. Tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của bao lớp cha anh ngày ấy đã và đang tiếp thêm lửa truyền thống để những thế hệ trẻ hôm nay xung kích, tình nguyện, cống hiến sức trẻ dựng xây đất nước giàu đẹp, văn minh. Những ngày mùa thu tháng 9 lịch sử, trên khắp các ngã đường ngập bóng cờ hoa chào mừng ngày Tết độc lập của dân tộc. Đó cũng là khí thế sục sôi, thi đua lao động sản xuất, cống hiến và trưởng thành của thế hệ Lâm Đồng trên các lĩnh vực của cuộc sống, với quyết tâm dựng xây quê hương, đất nước đẹp giàu. Hòa cùng không khí nhộn nhịp của đất nước đang hướng tới kỷ niệm 74 năm lễ quốc khánh của dân tộc, thì bản thân tôi cảm thấy rất là vui sướng và tự hào khi được sống, chiến đấu và học tập trong nền hòa bình, một cái thành quả to lớn của cha anh đã hy sinh để có được nền hòa bình của đất nước. Và trong thời gian tới thì bản thân tôi cũng như các cán bộ chiến sĩ công an khác sẽ luôn cố gắng phát huy gìn giữ những thành quả này, góp phần gìn giữ bình yên hạnh phúc cho nhân dân. Thế hệ trẻ hôm nay được sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình. Thế nhưng tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc như một mạch nguồn đã thấm sâu, chảy mãi và ngày càng được hun đúc, tỏa sáng trong tâm hồn của mỗi người trẻ. Bằng nhiều cách làm khác nhau, tuổi trẻ Lâm Đồng đã thể hiện tình yêu quê hương đất nước theo cách riêng của mình trong mỗi việc làm, hành động cụ thể. Quốc khánh 2 tháng 9 là một ngày lễ lớn của đất nước. Thì để chào mừng các cái hoạt động, đặc biệt là những ngày lễ lớn như vậy, thì chúng tôi nghĩ là không những các cán bộ y tế, những đoàn viên thanh niên mà tất cả những lực lượng xã hội khác cũng đều tổ chức những cái hoạt động thi đua ở cái giai đoạn cao điểm để chào mừng những cái ngày ý nghĩa như vậy. Tuổi trẻ của huyện Đà Tẻ nói riêng và tuổi trẻ của tỉnh Lâm Đồng nói chung tiếp tục phát huy những cái mặt xung kích của tuổi trẻ thanh niên của nhà, tiếp tục có những cống hiến xây dựng để đưa phong trào công tác đoàn và phong trào thanh niên có bước phát triển cao hơn, và lồng ghép với các cái phong trào đó thì đẩy mạnh các hoạt động hướng đến thanh niên trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho bản thân, và qua những cái hoạt động, các cái mô hình hay của thanh niên thì sẽ góp phần hoàn thành các cái chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện và góp phần vào cho đất nước chúng ta ngày càng phát triển hơn. Với tinh thần cầu tiến và ý chí quyết tâm cao, tuổi trẻ Lâm Đồng luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng quê hương. Trên giảng đường, trong nhà máy, trên đồng ruộng, ở khu dân cư, hàng ngàn thanh niên, sinh viên, học sinh đã mang kiến thức đi phục vụ nhân dân, phục vụ cộng đồng. Cùng với đó, để tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, lớp lớp thanh niên đã không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, ra sức tu dưỡng đạo đức cách mạng, nhân cách, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xung kích trong sáng tạo, nghiên cứu khoa học, đi đầu trong xây dựng xã hội học tập, nắm bắt và áp dụng hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ vào thực tiễn công tác, vào lao động sản xuất.
như Bác Hồ đã từng nói, không có gì quý hơn độc lập tự do. Là một đoàn viên thanh niên trẻ, tôi cảm thấy hết nỗi là tự hào. Bởi lẽ chúng ta được sinh sống, được làm việc trong một môi trường độc lập và tự do. Và trước cái niềm tự hào đó, chúng tôi càng ghi nhớ công ơn của các thế hệ cha anh đã ngã xuống hy sinh cho độc lập tự do hôm nay. Và từ đó nhắc nhở chúng tôi càng phải ra sức học tập, thi đua lao động để đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa, để đóng góp cho đất nước, đóng góp cho trước hết là tỉnh nhà Lâm Đồng chúng ta và cho đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong ước của Bác Hồ kính yêu. 74 năm đã trôi qua, nhưng hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu đọc bản tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí của mỗi người con đất Việt. Hình ảnh ấy và tinh thần ấy mãi mãi là niềm tự hào, khơi dậy truyền thống anh dũng của thế hệ trẻ Lâm Đồng trên công cuộc dựng xây và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực sẽ tiếp tục chương trình thời sự tối nay. Sáng nay 1 tháng 9 tại thành phố Đà Lạt, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh và đoàn bác sĩ nhân ái khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Nguyễn Trãi thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám sàng lọc cho 600 người và phẫu thuật thay thụ tinh thể nhân tạo miễn phí cho 200 người cao tuổi tại Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Lạt. Trước đó, ngày 31 tháng 8 tại huyện Di Linh và thành phố Bảo Lộc, đoàn công tác cũng đã tổ chức khám sàng lọc cho 600 người và phẫu thuật thay thụ tinh thể nhân tạo miễn phí cho 300 bệnh nhân nghèo, tặng 50 phần quà cho học sinh vùng lũ và 100 chiếc xe đạp cho học sinh mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực giúp cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống, từ đó nỗ lực vượt khó vươn lên. Sáng nay 1 tháng 9 tại thành phố Đà Lạt, Hội Người Khuyết Tật thành phố Đà Lạt phối hợp với nhóm bếp ăn Viên Châu và đoàn Phật tử tỉnh Tiền Giang đã tổ chức chương trình trao quà cho 200 người khuyết tật trên địa bàn thành phố. Mỗi phần quà gồm gạo, mì và nhu yếu phẩm với trị giá trên 200.000 đồng một suất. Đây là một hoạt động thường xuyên của Hội Người Khuyết Tật thành phố Đà Lạt phối hợp với các tổ chức nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh nhằm góp phần chăm lo đời sống cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, qua đó thể hiện sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng với người kém may mắn, tạo động lực cho họ phấn đấu vươn lên, hòa nhập với xã hội. Những nội dung chính trong phần tin trong nước: gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thông qua ngày hội Tết độc lập. Hôm qua 31 tháng 8 tại thành phố Đà Nẵng diễn ra lễ ra mắt Viện Đào tạo Nghiên cứu Du lịch Đại học Duy Tân, tạo thêm cơ hội thực tập, làm việc tại các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước cho sinh viên tại đây. Viện Đào tạo Nghiên cứu Du lịch ra đời sẽ tập trung phát triển toàn diện kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và ngoại ngữ chuyên sâu của sinh viên. Bên cạnh đó, viện cũng sẽ giúp sinh viên tiếp cận thị trường lao động quốc tế thông qua các chương trình trao đổi sinh viên toàn cầu tại Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia và chương trình thực tập ngành du lịch khách sạn của Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á. Trong dịp này, Đại học Bách khoa Hồng Kông cũng ký kết hợp tác sẽ tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp cử nhân của Đại học Duy Tân sang học thạc sĩ ngành quản trị du lịch và khách sạn. Ngày 31 tháng 8 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam đã diễn ra nhiều hoạt động với chủ đề Vui Tết Độc lập. Điểm nhấn của ngày hội là hoạt động chợ vùng cao về miền cao nguyên đá. Người đeo quầy tẩu, người múa khen, người bê trống, đoàn nghệ nhân các dân tộc Thái, Tày, Mông, nhóm dân tộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cùng hân hoan xuống chợ. Phiên chợ vùng cao tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam chìm trong sắc màu thổ cẩm. Bà con các dân tộc vùng cao mang đến đây các điệu múa, trò chơi dân gian để giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của từng dân tộc mình nhân ngày Tết Độc lập. Trải nghiệm không gian đầy tính cộng đồng của phiên chợ vùng cao, du khách đến từ các địa phương cảm thấy vô cùng ý nghĩa và thích thú. Tình của các cái làng văn hóa dân tộc này thì nói chung là người ta cũng phong phú lắm, cho nên là tôi đi lên đây từ sáng giờ tôi thấy rất vui và rất là một ngày đi lên đây rất là bổ ích. Thì ngoài cái việc bản thân những người lớn ra thì chúng tôi muốn cho những đứa trẻ ở trong gia đình nó được trải nghiệm cái không gian văn hóa của các dân tộc, và đặc biệt thì trẻ con rất là thích.
hoạt động có sự tham gia đông đảo của nghệ nhân từ các tỉnh vùng cao phía Bắc và đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại làng. Thông qua các điệu múa, các trò chơi dân gian truyền thống, ngày hội không chỉ giúp du khách trải nghiệm sinh hoạt văn hóa phong phú của các tỉnh miền cao phía Bắc, mà còn đề cao, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc. Đây là cơ hội để bà con các dân tộc vùng Tây Bắc, vùng của Hà Giang và đặc biệt Cao Nguyên Đá giới thiệu cái bản sắc của mình, nhưng qua đó để giao lưu, để quảng bá, để phát huy những giá trị văn hóa và các cái giá trị về địa chất. Trong cái sự kiện của Tết Độc Lập năm nay thì đối với huyện Mèo Vạc chúng tôi thì sẽ giới thiệu những cái nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng nhất của huyện, trong đó tập trung vào các cái văn hóa văn nghệ dân gian truyền thống của ba cái dân tộc chủ yếu, dân tộc Lô Lô, dân tộc Mông và dân tộc Giấy. Ngoài ra chúng tôi cũng giới thiệu các cái sản phẩm đặc trưng truyền thống của huyện Mèo Vạc tại cái không gian chợ vùng cao, tại không gian của làng. Chủ và khách tất cả cùng chung vui trong nhịp trống đồng và múa sạp. Trong tiếng cồng, tiếng trống nhịp nhàng sôi động, phiên chợ vùng cao về miền cao nguyên đá kéo dài, cuốn hút mọi người rất hào hứng say sưa. Giữa nhịp sống hiện đại, Tết Trung thu giờ đây đã đầy đủ hơn, nhưng những nét truyền thống từ xa xưa lại có phần mất đi. Do vậy, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đang tổ chức nhiều hoạt động để giúp các em nhỏ tìm hiểu về đồ chơi dân gian và mâm cỗ truyền thống của người Việt trong dịp Tết Trung thu. Cùng các nghệ nhân làm đèn ông sao, đèn kéo quân là một trong những trải nghiệm thú vị của em Ngô Minh Thu trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay. Không chỉ tận tay được làm các trò chơi dân gian mà em còn biết thêm nhiều điều về Tết Trung thu truyền thống. Hôm nay đến đây thì em thấy rất là vui, thích thú. Đến nay thì em học được những kiến thức về 54 dân tộc anh em trong đất nước Việt Nam và những điều rất là bổ ích về ngày lễ Trung thu. Còn đây là mâm cỗ Trung thu truyền thống được tái hiện qua bàn tay của nghệ nhân Phạm Nguyệt Ánh, người duy nhất còn giữ nghề làm hoa quả bằng bột tại Hà Nội. Mỗi dịp Trung thu đến, bà lại đi nhiều nơi để giới thiệu và truyền dạy cho các bạn nhỏ cách làm món đồ chơi Trung thu truyền thống này. Con giống bằng bột này làm ấy thì từ cái chất liệu của nó thì là bột bánh dẻo, bột rong và nước đường. Thế thì từ hàng trăm năm nay cái công thức như thế, đến bây giờ tôi vẫn giữ đúng cái công thức như thế, không pha chế thêm thứ gì cả. Hàng năm huấn luyện, mỗi năm huấn luyện vào khoảng chục cháu sinh viên như thầy tình nguyện để các cháu biết làm. Từ các cháu biết làm xong lại hướng dẫn các khách du lịch, đặc biệt là các khách nhí, các cháu nhỏ. Cùng đến với các em nhỏ, những bậc phụ huynh này cũng rất hào hứng và say sưa với các trò chơi dân gian truyền thống. Việc tiếp xúc trải nghiệm với các trò chơi dân gian giúp các em rèn luyện tính sáng tạo tỉ mỉ. Và quan trọng hơn là các em thêm yêu và tiếp tục gìn giữ những nét văn hóa đẹp của dân tộc. Con đang vẽ tham gia tô mặt nạ và rất là thích thú, bởi vì hăng say vẽ mặt nạ. Và mình đang muốn là cho con chơi thêm những trò chơi như là làm đèn lồng, chơi đèn kéo quân hoặc là chơi gà kheo để cho con biết thêm về những cái văn hóa truyền thống của dân tộc. Em nghĩ là khi làm những đồ chơi kiểu này giúp mọi người khám phá được nhiều điều, giúp mọi người học được nhiều thứ hơn. Trong xã hội hiện đại, khi mà những trò chơi và đồ chơi dân gian đang ngày bị mai một, thì việc tạo ra một môi trường để thế hệ trẻ tiếp xúc nhiều hơn với những nét đẹp văn hóa truyền thống này là điều hết sức cần thiết. Phần cuối của bản tin thời sự tối nay, học tập và làm theo Bác bằng những việc làm đơn giản nhưng thiết thực và đầy ý nghĩa là những cách làm hay mà các ngành, tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn tỉnh đạt thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, di chúc của Bác Hồ để lại cho toàn đảng, toàn quân, toàn dân bao hàm nhiều nội dung ý nghĩa rộng lớn và là một trong những nội dung quan trọng trong di chúc của Hồ Chủ tịch là tập trung chống lãng phí, tham nhũng, chống lại sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống, và mỗi người phải xây dựng cho mình lối sống cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Ở bộ phận tiếp dân thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, khi mọi người đến liên hệ công tác hay làm các thủ tục hành chính, đều nhận được sự tiếp đón nhiệt tình ân cần.
Đây là một trong những phong cách làm việc thể hiện sự tôn trọng công dân, tôn trọng mọi người và là một trong những việc làm cụ thể theo di chúc Bác Hồ. Là một đảng viên làm công tác thanh tra, một lĩnh vực được xem là khá nhạy cảm khi thường xuyên tiếp xúc và xử lý các sai phạm của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân. Nhưng nhiều năm qua, chị Nguyễn Thúy Hằng đã nói không với tiêu cực. Để làm được điều này, theo chị không dễ, nhưng đó là nguyên tắc và lý tưởng để phấn đấu trở thành một người có nhân cách tốt. Môi trường công chức, đặc biệt là môi trường thanh tra, là một môi trường hết sức nhạy cảm, hay nói đúng hơn là thường xuyên tiếp xúc với doanh nghiệp và thường xuyên bị những cám dỗ. Để giữ bản thân mình thật sự trong sạch, chí công vô tư, thì phải thấu hiểu được, phải nắm vững được nguyên tắc, đó là thực hiện các kỷ luật của đảng cũng như là những điều cán bộ đảng viên không được làm. Đồng thời cũng phải xây dựng cho mình một lối suy nghĩ và một lối sống trong sáng, giản dị và phải có bản lĩnh để vượt qua những cái cám dỗ đó, phải biết hy sinh vì lợi ích lớn hơn, phải biết đặt lợi ích của mình phía sau lợi ích của tập thể. Dù là ở lĩnh vực nào, một tập thể có vững mạnh hay không sẽ bắt đầu từ những cá nhân ưu tú. Và ngược lại, để có những cá nhân làm tốt công tác chuyên môn, có nhân cách tốt thì phải được rèn luyện trưởng thành trong môi trường tập thể. Chính vì điều này mà trong nhiều năm qua, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng đã chú trọng công tác lãnh chỉ đạo đảng viên, cán bộ công chức trong cơ quan, nâng cao nhận thức trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn của đơn vị qua từng tháng, từng quý. Trong công việc, tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngại khó, không ngại khổ. Tôi luôn phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ được giao, dù đó là những nhiệm vụ khó khăn hay là phức tạp. Với đặc thù là một đơn vị đầu ngành về công nghệ thông tin, thì bản thân tôi luôn không ngừng học tập, nâng cao trình độ để có thể triển khai những cái ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước nói chung và những cái ứng dụng công nghệ thông tin mà để phục vụ người dân và doanh nghiệp nói riêng. Còn đối với trong cuộc sống thì tôi luôn thực hiện theo cái phương châm của Bác, đó là mỗi người vì mọi người và mọi người vì mỗi người. Hàng năm, Đảng bộ ngành thông tin và truyền thông đã triển khai nhiều nghị quyết, chỉ tiêu cụ thể, đồng thời lãnh chỉ đạo đảng viên, cán bộ, công chức viên chức và người lao động hoàn thành theo từng phần việc. Kết quả, năm 2018, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành 100% và vượt mức một số chỉ tiêu mà nghị quyết năm đưa ra, như đảng bộ đã đạt thành tích trong sạch vững mạnh, lãnh đạo các đoàn thể đạt vững mạnh, 100% đảng viên, công chức viên chức đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và cam kết việc rèn luyện, không vi phạm 27 biểu hiện trong nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. 100% gia đình đảng viên, công chức viên chức đạt gia đình văn hóa ở địa phương nơi cư trú, cơ quan đạt cơ quan văn hóa. Với những cái tinh thần nâng cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên, thì trong thời gian vừa qua, ngành thông tin truyền thông cũng như là đã triển khai thực hiện tốt các cái nội dung liên quan đến học tập và làm theo. Đấy, những nội dung đăng ký thì bám sát vào điều kiện thực tế của đơn vị. Đấy, làm tốt trong công tác tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban về những cái nhiệm vụ liên quan đến ngành thông tin truyền thông. Và mỗi cán bộ đảng viên thì được nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Và chúng tôi thôi coi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ lâu dài và có tính chất thường xuyên, liên tục và gắn với điều kiện thực tế để làm thế nào những cái tư tưởng của Bác, những cái lời dạy của Bác để áp dụng cho chúng ta trong mọi thời gian, trong mọi lúc, trong thực thi công vụ của mỗi cán bộ đảng viên. Để việc thực hiện di chúc Bác hiệu quả gắn với công tác xây dựng đảng, công tác chuyên môn, hàng tháng hàng quý đảng bộ ngành đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết quý tháng gắn liền với nghị quyết năm, đánh giá thẳng thắn kịp thời chỉ ra những chi tiêu chưa đạt được, nguyên nhân, giải pháp và thời hạn cụ thể để thực hiện, gắn với cụ thể hóa việc làm theo di chúc Bác. Cách làm này được cán bộ đảng viên, người lao động hưởng ứng và thực hiện thường xuyên liên tục, từ đó đồng sức đồng lòng tạo nên mối đoàn kết cùng nhau phấn đấu xây dựng nên tập thể trong sạch vững mạnh tiêu biểu của đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.